Hệ thống lấy nét, đặc biệt là hệ thống lấy nét tự động của máy ảnh có nhanh và chính xác hay không là yếu tố đầu tiên quyết định chất lượng tấm ảnh mà chúng ta bắt được từ những khoảnh khắc đặc biệt. Trên các máy ảnh Fujifilm, hệ thống lấy nét tự động đã được cải thiện liên tục qua các thế hệ cảm biến máy ảnh. Từ thế hệ cảm biến thứ 2 như máy X-T1 khá chậm chạp, đến thế hệ cảm biến thứ 3 như trên máy X-T2 đã nhanh hơn khá nhiều cùng với nhiều lựa chọn thông minh cho các chế độ lấy nét liên tục. Và cho đến thế hệ cảm biến thứ 4 như trên máy X-T3, tôi đánh giá là hệ thống đã khá hoàn thiện với bản cập nhật firmware V4.51 cho tốc độ lấy nét tới 0,02 giây. Với tốc độ lấy nét này, vấn đề còn lại chỉ là khả năng lấy nét của ống kính mà chúng ta sử dụng. Vì không phải ống kính nào cũng có khả năng bắt kịp tốc độ lấy nét trên thân máy, đặc biệt là các ống kính sử dụng công nghệ lấy nét bước step trên các ống kính ở thời kỳ đầu. Tốc độ lấy nét khi chụp ảnh cần hệ thống đồng bộ về khả năng của thân máy, ống kính và các thiết lập phù hợp. Cũng giống như chúng ta muốn đi nhanh, cần phải có một chiếc mô tô phân khối lớn để chạy trên đường rộng và không bị cắt ngang như trên đường cao tốc chẳng hạn. Trong video này, tôi sẽ dành để chia sẻ toàn bộ những thiết lập máy ảnh quan trọng nhất của menu lấy nét AF-MF trên máy ảnh Fujifilm để có kết quả tối ưu nhất khi chụp trong từng tình huống phù hợp. Trong menu AF-MF, chúng ta chọn AF Mode để lựa chọn một trong bốn chế độ lấy nét tự động gồm chế độ Single Point lấy nét điểm đơn, cho phép chúng ta thông báo cho máy ảnh biết điểm duy nhất mà chúng ta muốn lấy nét. Lấy nét điểm đơn là một hình vuông màu xanh trên một ma trận điểm lấy nét của cảm biến máy ảnh, cho phép chúng ta thay đổi vị trí khi di chuyển cần joystick hoặc chấm tay vào màn hình LCD cảm ứng ở chế độ AF, hoặc thay đổi kích thước điểm lấy nét bằng cách xoay vòng lệnh phía sau để phù hợp với chủ thể chính. Đây là chế độ được dùng phổ biến nhất vì nó cho khả năng lấy nét chính xác vào vị trí mà chúng ta muốn, đặc biệt là những tấm ảnh có trường ảnh mỏng, chụp cận cảnh hoặc chủ đề chân dung. Chế độ Zone lấy nét vùng cho phép máy ảnh quyết định vị trí lấy nét từ nhiều điểm đơn lẻ trong một khu vực hình vuông mà chúng ta có thể lựa chọn một trong 3 loại kích thước, gồm kích thước nhỏ 3x3 điểm, kích thước vừa 5x5 điểm và kích thước lớn 7x7 điểm bằng cách xoay vòng lệnh phía sau. Chúng ta có thể di chuyển vùng lấy nét này bằng cách di chuyển cần joystick. Chế độ lấy nét Wide Tracking rộng và theo dấu cho phép máy ảnh tự động quyết định điểm lấy nét trên toàn bộ khung hình, thường là những điểm gần máy ảnh và gần trung tâm hơn hoặc những đối tượng di chuyển trong chế độ lấy nét liên tục. Chế độ lấy nét ô tất cả không phải là một chế độ lấy nét mà là cách thức cho phép người dùng lựa chọn nhanh một trong 3 chế độ lấy nét nêu trên bằng cách nhấn một lần vào joystick để hiện ra ma trận điểm lấy nét và xoay vòng lệnh sau để chọn kích thước lấy nét. Nếu kích thước nhỏ hơn 3x3 điểm lấy nét, máy sẽ tự động chuyển về chế độ lấy nét điểm đơn Single Point. Nếu kích thước từ 3x3 đến 7x7 điểm, máy sẽ tự chuyển về chế độ lấy nét khu vực Zone. Và nếu kích thước lớn hơn 7x7 điểm, máy sẽ tự động chuyển về chế độ lấy nét Wide Tracking. Đây là một tiện ích rất hay để có thể chọn chế độ lấy nét AF Mode mà không cần truy cập menu, nên tôi luôn luôn sử dụng chế độ O này. Lưu ý thứ nhất, khi chế độ nhận diện khuôn mặt Face ID Detection được bật lên thì tất cả các chế độ lấy nét nêu trên sẽ trở nên vô hiệu nếu máy ảnh nhận dạng được khuôn mặt nào đó trong khuôn hình. Do đó, nếu không phải đang là buổi chụp ảnh chân dung, chúng ta nên tắt chế độ Face ID Detection vì đôi khi máy ảnh nhận lầm một vị trí nào đó giống khuôn mặt người và vị trí lấy nét ở đó và không đúng với ý đồ của chúng ta. Lưu ý thứ hai, cũng trong menu AF-MF, máy ảnh cho phép chúng ta lựa chọn Number of Focus Points giữa số điểm lấy nét ít hay nhiều như 117 điểm 9x13 hoặc 425 điểm 17x25 trên máy X-T3. Chế độ nhiều điểm sẽ chỉ hoạt động trong chế độ lấy nét Single Point và sẽ tự động chuyển sang ít điểm khi ở chế độ lấy nét Zone hoặc Wide Tracking. Mặc dù số điểm lấy nét nhiều trên lý thuyết sẽ cho phép chúng ta chọn điểm lấy nét cực kỳ chính xác, nhưng sẽ rất mất nhiều thời gian cho việc di chuyển điểm lấy nét này, nên theo tôi không nên dùng vì số điểm lấy nét ít cũng là đủ trong hầu hết các tình huống chụp. Và nếu điểm lấy nét nhỏ nhất rồi mà vẫn chưa thật sự chính xác,
chúng ta vẫn có thể di chuyển máy ảnh một chút cho điểm lấy nét chính xác và hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới bố cục khung hình. Trên hầu hết các máy ảnh Fujifilm có một công tắc phía trước máy ảnh, cụ thể là phía dưới bên trái có một công tắc lựa chọn 3 chế độ lấy nét gồm S Single, C Continuous và M Manual. Chế độ lấy nét một lần Single AFS chỉ cho phép chúng ta lấy nét khi nhấn nửa cò để lấy nét và khóa nét và chỉ phù hợp với việc lấy nét các chủ thể tĩnh. Phân biệt từ Single ở đây là lấy nét một lần, khác với Single Point ở trên là lấy nét điểm đơn. AFS chỉ báo việc lấy nét đã được hoàn tất hay khóa nét bằng âm thanh, thường là tiếng beep quen thuộc, và hình ảnh là một ô vuông màu xanh trong chế độ Single Point và chế độ nhận dạng mắt và khuôn mặt, hoặc vài ô vuông màu xanh trong chế độ Zone và Wide Tracking. Nếu khi lấy nét mà không có tiếng beep cũng như ô vuông lấy nét có màu đỏ, có nghĩa là chúng ta chưa lấy được nét, có thể do nhiều nguyên nhân như điểm hoặc khu vực lấy nét không có sự tương phản, hoặc ánh sáng môi trường quá tối để lấy nét, hoặc khoảng cách lấy nét quá gần so với khả năng lấy nét gần nhất của ống kính đang sử dụng. Chế độ lấy nét liên tục Continuous AFC cho phép chúng ta lấy nét liên tục tại điểm hoặc vùng lấy nét khi nhấn nửa cò trong chụp ảnh và chế độ quay phim, phù hợp với quay chụp các chủ đề chuyển động. Cách thức hoạt động của chế độ này là máy ảnh liên tục cố gắng tìm kiếm chủ thể dù cho chủ thể có chuyển động hay không, hoặc máy ảnh có bị di chuyển hay không. Chế độ lấy nét thủ công M được sử dụng trong tình huống máy không thể lấy nét tự động như chụp chủ đề thiên văn, hoặc chúng ta cần độ chuyển nét theo ý đồ khi quay phim hoặc sử dụng với những ống kính MF không có chức năng lấy nét tự động. Chủ thể trong khuôn hình đôi khi có thể là một chủ thể, đôi khi có nhiều chủ thể và chuyển động rất phức tạp và bất thường, nên máy ảnh đã cung cấp thêm cho chúng ta 6 lựa chọn trong menu AFC Custom Settings. Những lựa chọn này là những thuật toán được lập trình và mô hình hóa trên máy trong một loạt những hành vi thường gặp để máy có thể biết trước kiểu hành vi chuyển động để có thể lấy nét nhanh và chính xác hơn đúng với ý đồ của người sử dụng. Set 1 Multi-Purpose, chế độ đa năng. Set 2 Ignore Obstacles and Continue to Track Subject, bỏ qua các chướng ngại vật và tiếp tục theo dõi chủ thể, phù hợp với chụp đua xe thể thao khi máy bỏ qua các cột điện trên đường đua, hoặc chụp chim khi máy bỏ qua việc lấy nét vào các cây cối xung quanh. Set 3 For Accelerating Decelerating Subject, dành cho những chủ thể tăng hoặc giảm tốc, phù hợp với những cuộc đua thể thao mà các vận động viên có thể tăng tốc ở những đoạn đường thẳng và giảm tốc ở những khúc cua. Set 4 For Suddenly Appearing Subject, đối tượng xuất hiện đột ngột, có thể phù hợp với việc chụp chim trong khi chờ đợi chủ thể. Set 5 for erratically moving and ascend descend subject, chủ thể di chuyển và tăng giảm tốc thất thường, phù hợp với chụp động vật hoang dã, đặc biệt là chụp chim hoặc các cuộc thi đấu thể thao như tennis hoặc bóng đá. Set 6 tùy biến dành cho người dùng dựa trên 3 tham số gồm tracking sensitivity, độ nhạy theo dõi là thời gian máy ảnh chuyển nét khi một đối tượng mới đi vào vùng lấy nét. Giá trị từ 0 là nhanh nhất và giá trị 4 là chậm nhất. Speed Tracking Sensitivity, độ nhạy của máy ảnh đối với những thay đổi về vận tốc di chuyển của đối tượng. Giá trị từ 0 là nhanh nhất và giá trị 4 là chậm nhất. Zone Area Switching, chuyển đổi vùng ưu tiên, vùng Center để chỉ định chủ thể ưu tiên vùng lấy nét ở giữa. Auto để máy ảnh tự quyết định vùng lấy nét khi máy khóa lấy nét trên một đối tượng nào đó. Và Front để chỉ định mức độ ưu tiên cho bất cứ thứ gì gần máy ảnh nhất trong vùng lấy nét. Việc tùy biến này là một việc rất khó, đòi hỏi chúng ta phải dành nhiều thời gian để thử nghiệm lặp đi lặp lại cho một hoạt động cố định với mỗi sự thay đổi các tham số này để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ví dụ nếu chúng ta là phóng viên ảnh về bóng đá chẳng hạn, chúng ta mới có cơ hội để thử nghiệm và tối ưu tùy biến người dùng này cho công việc chuyên môn của mình. Ngay cả chúng ta có thể tối ưu bằng các lựa chọn phù hợp cho chế độ lấy nét liên tục AFC, thì trong mỗi chuỗi ảnh chụp vẫn có thể có một số tấm ảnh bị mất nét, và đó cũng là điều bình thường do hạn chế cả về phần cứng và phần mềm máy ảnh vẫn cần tiếp tục được cải thiện trong tương lai. Các bạn có thể tham khảo thêm video của tôi về công nghệ, nguyên tắc và kỹ thuật lấy nét, và tôi sẽ để đường liên kết trong phần mô tả video này.
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.